ra là mấy hôm trước là anh chỉ gọi thì con cũng lên là chỉ muốn giúp anh thôi, nhưng mà cũng được là bà gửi về thì con cũng xin là cảm ơn bà rất là nhiều. Chào xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử mồ côi của bác ạ. Và hiện tại thì cháu Lực từ trên kia xuống thì em Sử là đang vẫn còn đang ở trong nhà là không có đi lại được. Vừa rồi thì em Hải với lại em Quân là đi xuống dưới kia để mà cày trước rồi. Ở video trước thì các bác cũng đã biết là được bà An Phạm là gửi tiền để mà thuê người là giúp cho em Sử là cày phần còn lại nữa. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà An Phạm là gửi cho cháu Lực là tất cả là 520 đô, và tính ra tiền Việt thì là được mười ba triệu 135.000 là 200 đồng, tương đương với lại là 520 nhân cho 25,2 bằng, tương đương là nó sẽ bằng độ tầm là, nếu mà đổi ra tiền Việt là với tỷ lệ mà hôm qua cháu được nhận được ấy là 25,3, 520 nhân cho 25,3 là bằng, tương đương với lại là 25,3 là bằng 13.100.000 là 56.000. Thế thì dư ra là 20.000. Và ở trong cái khoản này là bà An Phạm là có cho cháu Lực là 200 đô để mà khi nào mà em Sử là dần hồi phục một chút rồi thì có thể là đưa cho em Sử là đi chụp khám một lần, và 200 đô thì sẽ là tiền ăn tháng 7 của em Sử, và 100 đô thì bà cho cháu Lực, còn là 20 đô thì là cho em Sử để mà thuê người cày. Thì ở đây thì cháu Lực cũng không có thuê ai cả cô bác ạ. Cháu Lực cho em Quân vào làm và cho em Chân, cho em Quân là nhận cái số tiền đấy. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống dưới để mà xem là em Quân với lại em Sử với em Hải cày như thế nào các bác nhá. Em Sử thì không đi được rồi. À, Hải đây rồi. Đi đâu với Hải? Đi lấy cái gì à? Hả? Em đi cùng ông Thái Cỏ thôi. Cùng ông Thái Cỏ thì Thái Cỏ sống chưa? Xong rồi. Xong rồi, anh Quân đi xuống dưới chưa? Không biết rồi, em cho anh đi xuống dưới cả. À. Cháu Hải xin kính chào quý em ba cô chú anh chị ạ. Ồ, thế là bây giờ đi về nhà hay đi đâu? Bây giờ em đi về nhà đấy. Đi về nhà? Ừ. Đi về nhà xong là đi xuống dưới, cùng anh đi xuống dưới nhá, để xem Quân là cái như thế nào. Đi về nhà làm gì ấy? Đi xem nhà, thế đi xem nhà đi nhá, xong rồi anh ở đây đợi nhá. Thì Hải thì vừa mới đi thái cỏ về, Quân thì chắc là đang đi xuống dưới để mà cày rồi. Nước là hôm qua lấy xuống đủ chưa Hải? Nước sắp đầy à? Ờ, thế đi đi nhà đi, xong rồi xuống. Ruộng của nhà ông thì đã trồng là gọi như hầu như là sống rồi các bác ạ. Vì nhà của em Sử là ở dưới tít xuống kia là nó phần cuối nhất đấy các bác, thành ra là phải đợi những cái thửa này làm xong hết rồi thì mới có nước để mà làm. Nước hôm nay chảy xuống đấy to này, hôm qua thì bảo là em Hải là nhà là lấy nước xuống.
Tối hôm qua thì mưa khá là lớn nữa, tức là đến hôm nay thì là được chú kia là được cấy không? Cho em quân là làm mà xong hết. Cây này nếu mà có nước đủ ấy thì chắc là độ tầm cây tầm nửa ngày thôi là xong rồi. Ở trên này hầu như là buổi sáng sớm lên ấy thì là sương mù rất là nhiều. Ở dưới kia thì có mấy bạn nhỏ không biết là đi đâu đây. Quân này ra đây từ sáng rồi chứ? Vâng. Hả? Vâng. Làm mà sắp hết chưa này ấy? Còn thử đây thôi à? Cháu Quân xin chào tất cả các ông bà của chúng chị ạ. Thử đây đã làm xong chưa? Thử này lớn lấy mấy cây không vào được, chỉ cây mới được đầu bên kia. Được đầu bên kia? Cái này là phải lấy cuốc để làm nhỉ? Vâng, lúc đấy lấy cuốc để làm. Thế còn một thửa bên dưới thì là cũng cày xong rồi các bác ạ. Hôm qua nếu mà không mưa là vẫn chưa có nước đâu các bác. Đang đợi nước để làm thế này. Vâng. Có cuốc một cái rồi à? Vâng ạ. Lúc đấy lấy viên một cái thôi. Đây là trong lúc mà Sử đang bị đau chân đâu á thì bà là ăn chạm mà có gửi tiền để mà thuê người cày thì cái này thì có được hỏi em Quân thì em Quân bảo là ở nhà không làm gì cả nên là bảo em Quân là em ấy nên cày giúp Sử luôn. Mà ở đây thì nếu mà như không được bà tạm thuê thì là em Quân là cũng nên giúp em Sử. Đây để anh dưới cây cày được chưa? Bây giờ cày được rồi anh. Chưa cày được á? Bây giờ cày được. Bây giờ mới cày được. Bây giờ cày được à? Ừ. Đảo lại qua chỗ này một tí là có thể là trồng được rồi. Ừ. Đây thì nếu mà trồng thì các em với lại anh, các em với lại chú là ra hộ Hải để cày, ra hộ để Hải để cấy. Thế này thì bây giờ chỉ còn mấy thửa thôi các bác, chỉ còn 3-4 thửa là thửa bé tí thôi chỗ này ấy. Cây rồi à? Mày có lên không ấy? Mày có lên không ấy? Quá. Mấy cây thì lấy luôn của nhà em Sử các bác ạ. Nhà Sử thì cũng có mấy cây ấy. Thì bảo là Quân là không phải dùng cái mấy cây để mà lên nữa. Ngày sáng nay là Quân lên khá là sớm. Lên cho nên lên là chỉ còn mỗi thửa bên này thôi.
đi đi qua đi lại là mấy vòng là xong rồi. Xử thì bây giờ chắc là phải nghỉ tầm là 7 đến 8 ngày thì em mới hồi phục được các bác ạ. Vừa rồi thì em Quân cũng cày xong hết rồi cô bác ạ. Và tranh thủ là đây có mấy quả mạ này này, thì là Quân với lại em Hải là hai anh em khác trồng luôn. Đây là dùng để nhúng với lại phân nã này. Cái bạn nhỏ nhỏ cái đâu rồi Hải? Bạn nhỏ dưới kia. Hôm nay có ai ra hộ cấy không? Có. Có à? Hôm nay có mấy người ra hộ cấy hả? Ba người. Ba người á? Anh đeo lên cho Hải một cái đi. Quân cấy ra đây đi này Quân. Em Hải cấy lên đây, em cấy lên đây đi. Này là mỗi lúc lần cấy xuống là cho bao nhiêu cây à Hải? Cái bé thì cho 2 cây, to thì cho 1 cái thôi. Nhưng mà vừa rồi là Hải là ra đây xong lại đi về nhà là hộ ông thái cỏ à? Vâng ạ. Hôm nay con của chú có ra hộ Hải cấy không? Không đợi. Không đó. Vâng. Còn máy thửa này thì là cũng cấy xong hết rồi các bác. Quân này liệu có để xa quá không? Đây này liệu có để xa quá không? Ở bên kia là hôm nay là có 3 người ra hộ. Là người lớn hay là trẻ con đấy hả Hải? Bằng tuổi em thôi ạ. Người lớn á? Bằng tuổi em. À, bằng tuổi em Quân à? Bằng tuổi em à, bằng tuổi Hải à? Vâng. Đấy là ba bạn ấy là ra hộ mình hay là... Hôm trưa em hôm trước là em đi lấy công rồi à? Đi lấy công thôi ạ. Hầu như là bé bé mà đã biết đi đổi công với nhau rồi các bác. Nó chỉ có 12 tuổi thôi, 12, 13 tuổi sắp xỉ một tí. Đây, ở trong nhà không có bóng dáng của người phụ nữ làm cho nên là khi mà đi đổi công đổi cái như này thì hầu như là cũng chỉ đổi được là người con trai hết cả.
Mỗi thửa này là to to một tí thôi, đi xuống mấy cái thửa dưới kia thì một người một thửa thôi. Vâng. Thế ở bên kia là một tí là mấy bạn kia là có lấy mạ ra đây không hả Hải? Chắc là trong đây hết xem có đủ không, nếu không đủ thì đi lấy một tí thôi. Trồng hết chỗ này xong mới đi lấy à? Vâng. Hải phải nói to lên một tí thì mới nghe thấy nhá. Vâng. Hải nói nhỏ quá, tí cho ông bà là không nghe thấy được đâu. Vâng. Để mà cái công việc mà cái này của bác này, cái này thì rất là đau lưng. Hôm nay thì Quân là lên hộ là hai em là bừa, coi như là cày xong cái phần này hết rồi. Bây giờ thì Quân lại tiếp tục là hộ thêm để mà cấy ruộng nữa. Hôm nọ trồng thì là đông người hơn à Hải hôm nọ ấy? Hôm nọ trồng trên đường kia thì đông người hơn ạ. Hôm nay là có mười mấy người lên hộ nhỉ? Vâng. Mặc dù là hiện tại là em Sử vẫn đang chấn thương là không đi lại được, cô bác ạ, bị chật khớp ấy. Tuy nhiên thì cái công việc ở nhà thì em Hải cũng biết là sau khi mà cày xong thì là lo lợn, lo liệu là có bạn ra làm cùng nữa. Ở trên kia, ở phía bên kia thì có mấy bạn là đi nhổ mạ rồi. Còn này em Hải là ở đây là gọi là công Quân là ở đây là để mà cày. Hải với Quân như là con gái nhở. Cái cày biết trồng lúa rất là giỏi của bác ạ. Hàng nào hàng đấy thì đều rất là thẳng hàng với nhau này. Sau một cái thời gian vài phút đồng hồ thì các em cũng đã cấy được gọi là nửa cái thửa ruộng ở phía bên này rồi. Em Quân thì hầu như là rất là nhiệt tình các bác ạ. Nhà ai có việc là em ấy tranh thủ là làm việc nhà em ấy xong là em ấy đều là lên hộ và giúp đỡ cả. Quân sáng nay lên là nước máy thửa ruộng này nó đầy chưa Quân? Đầy rồi. Đầy rồi à? Thế là hôm qua là Hải là xây nước liên tục với Hải nhỉ? Vâng. Hôm qua là ghé là Quân là lên cày là xong rồi hôm qua rồi cô bác ở đấy, tuy nhiên thì hôm qua là các bác cũng
theo dõi ở video trước ấy là không có nước, thành ra là lại phải tắm, lại phải chờ nước, thì đến hôm nay thì mới có nước rồi. Có vẻ như là Quân là trồng hơi xa Quân ạ. Đấy, trồng theo như của Hải ấy, Hải là trồng gần hơn. Nó không thể là trồng như ở dưới nhà của em được, nhà em là trồng gần hơn, còn trên này là nhà em là trồng xa hơn, trên này là trồng gần hơn. Hai em thì có vẻ là hai người thì hơi chậm một chút cô bác ạ. Mấy bạn kia là chưa lên đến là Hải với bạn kia? Chưa đợi. Có vẻ là nhà của các em là hình như là vẫn còn làm theo kiểu là truyền thống hơn cô bác ạ. Xem là ai cấy nhanh hơn nhá. Cấy nhanh nhưng mà phải cấy đẹp nhá. Cây nhỏ thì cho hai cây à Hải? Vâng. Đây không có bạn gái nào mà ra hộ ở nhà? Có hai bạn. Có hai bạn á? Vâng. Lớn chưa? Bằng tuổi em thôi. Bằng tuổi em à? Vâng. Thế là em đi lấy công à? Vâng. Các bạn ấy chưa lên đây cày nhỉ? Chưa lên đây cày. Ở bên kia còn nhiều mạ không Hải? Còn một thửa nữa ạ. Còn một thửa? Vâng. Là nhổ hết đi à? Chắc là nhổ đủ trồng cái này thôi ạ. Nhổ cho nó đủ trồng rồi à? Vâng. Thế cái này, nếu mà nó còn thừa thì ai đã vệ sinh chưa? Rồi ạ. Rồi á? Vâng. Có người vệ sinh hết rồi à? Vâng. Quân thì cầm mấy cây quen thì chắc là không có bị đau tay nữa nhỉ? Có vẻ Hải như là Hải hơi cái chậm đấy. Năm nay là hình như là năm thứ hai là cháu Lực cùng hai em là trồng lúa rồi cô bác ạ. Quân này là năm đầu tiên thôi nhờ. Cái nào to có phải bể ra không Hải? To thì bể ra không được. Thế nên là sợ rằng cây to quá cô bác thì để mà trồng lớn, trồng nhiều quá thì nó cũng không có được. Thế là mùa vụ này là coi như là anh Sử là không được trồng rồi nhờ? Vâng. Mùa vụ này là Sử là ở nhà rồi cô bác ạ. Chỉ có vừa mới cày xong thôi. Chưa cày hết thì đã gặp nạn rồi. Em may mắn là còn được bà An Phạm là giúp đỡ. Nếu mà cấy nguyên một ngày như này chắc là cũng lưng là cũng khá là đau đấy cô bác, phải cúi liên tục rồi. Thế Hải đi hộ nhà các bạn thì là đi cũng đi cấy như này à? Vâng. Cái này thì có vẻ là ít quá rồi, hai anh em cấy nhá. Vâng. Cấy bên này. Ở trên này là có mạ trên này Hải nhá. Vâng. Này, nếu mà không ai ra hộ là một mình Hải là các chồng thôi à? Vâng. Hôm nay con là chú thì có ra hộ bạn nào không? Không đợi. Không ra hộ à? Vâng. Hôm nào có đi đổi công được của nhà chú không? Được ạ. Được á? Vâng. Nhưng mà chú đã giả công chưa? Giả rồi ạ. À, giả là hôm nọ đấy à? Vâng. Mày hồi nhỏ còn thi nhau để cấy nữa cơ cô bác ạ. Xem là ai cấy nhanh hơn.
Hôm nay các bạn ra hội nhiều thế thì ăn thịt gì hả Hải? Không biết ạ. Không biết á? Vâng. Thế thì một tí Quân lại đi mua hộ à? Không biết ạ. Thế chỉ có anh Quân thôi, chỉ có anh Quân là đi mua hộ thôi. Vâng. Còn về cái phần việc cày thì là thuê Quân để cày rồi. Còn trồng như này các bác, trồng như này thì là Quân thì là gọi là hộ thôi. Ôi Hải lấy cái mạ trên kia xuống đây Hải, đi quên đấy. Quân thì có vẻ là trồng vẫn hơi xa Quân ở đây này. Quân đi chỗ xa chỗ gần này. Hải có vẻ là Hải trồng thẳng hơn. À trồng gần hơn, Quân này là trồng xa hơn. Cho em một tí nào. Anh còn nhớ là mùa vụ năm trước là lên hộ Hải là có đông người lắm mùa vụ năm trước ấy. Vâng. Mùa hôm trước thì đang ở với ông thì đông người ạ. À. Năm nay là hai anh em là cũng ra ở riêng các bác ạ. Đây thì là không biết là từ cháu Lực cũng nói khá là nhiều lần rồi, từ có thể là từ trước mà các em còn nhỏ ấy, cho nên là ông với lại chú đã có một cái lời gọi là lời hứa hẹn gì đấy. Hết mạ ở đấy, bây giờ là phải đi lấy lại mạ thôi. Vâng. Vừa rồi có vẻ như là trời hưởng nắng lên một chút cô bác ạ, bây giờ thì lại râm râm rồi. Có không khéo là một tí lại mưa đấy. Hải trộn nhiều nhiêu đi Hải? Hả? Biết trộn không? Em biết ạ. Trộn đi, trộn thêm mấy mấy quả ăn đi. Vâng. Thì đỡ phải đi lại nữa. Này là có một cái chậu này là chậu không phải là phân chua các bác ạ, chậu này. Chậu này là cái này là đi mua phân lên ở ngoài về đúng không? Vâng. Thế là cái trộn như này à? Vâng. Hải cái trộn đi xong anh xách đi. Vâng. Ở dưới cái khu dưới nhà cháu Lực đang ở thì là hầu như là không có trộn bằng cách này nữa cô bác ạ, là trồng đi xong là bón phân lại một lần nữa thôi, bón phân lại NPK ấy. Quân thì một mình khác trồng một lúc Quân nhá. Này trộn với lại bùn à? Vâng. Đấy cái bùn ở trong ruộng này các bác này, xong là để vào xong là cho một chút phân vào nữa. Phân phân mua như là thuộc dạng là phân đạm ấy. Hồi nhỏ tầm bằng tuổi Hải là cũng hay ra ruộng ra đồng như này các bác này. Cứ mỗi lần mà làm đồng cái như này là xách đi. Có khi là xách đi xa đi tận tít chỗ nhà, chỗ cái trò tròi dưới kia kìa.
Bây giờ là ở bên kia là có thêm là mấy bạn, là mấy bạn nhỏ ấy, là nhổ mạ với lại là một tí nó sẽ lấy mạ ra đây. Trên kia thì có mấy bạn rồi và cũng có ít thôi, thành ra là mấy anh em không ra kia nữa. Liệu hôm nay thì có trồng hết chỗ này không Hải? Không biết ạ. Có tận 6 người rồi nhỉ, có cả anh và nó bên kia là có 3 bạn đúng không? Vâng. Thế là tầm 5-6 quả là xong thửa này rồi. Vâng. Anh để xa một tí đi. Để xa à? Đấy, đấy, chỉ một tí nó thừa. Một tí nó thừa đúng không? Thế thì trộn mấy quả đấy thôi, xong là cấy được rồi. Vâng. Dòng bé thì để xa một tí. Rồi. Đấy, trộn mấy quả đấy là được rồi Hải ơi. Thế. Vâng. Không phải xa. Xa để cận bên này. Để gần quá thì không được nhờ. Vâng. Hải ở dưới nhá. Vâng. Anh ở ngoài không? Thế sáng mấy anh em ra ruộng thì đã ăn gì chưa? Ăn rồi ạ. Rồi à? Ăn rồi mới ra à? Vâng. Quân à, sáng nay chắc lên được sớm lắm nhỉ? Bây giờ thì có xe máy nữa, thành ra là em dậy là lên luôn rồi các bác ạ. Hôm nay là Quân là hộ, hôm nay là Quân là cày thì không phải là bỏ tiền dầu gì cả các bác ạ, chỉ bỏ mỗi công của em ra làm thôi. Đấy là gọi là bà Phạm cũng vừa cho, chứ không là nếu mà để một ngày công đi làm thế thì không có được nhiều như vậy đâu. Ý là xong là anh gửi luôn công của Quân nhá. Còn anh với Hải thì được nhiều rồi, anh em mình thôi Hải nhá. Vâng. Là gửi cho anh Quân để anh cày thôi. Vâng. Đấy. Còn cái này thì là anh như hộ em. Vâng. Thế là bao giờ thì nhà em lại trồng thì nhà Quân lại trồng thì em lại đi xuống hộ. Vâng. Các em thì bây giờ điện thoại mọi cái thì các em cũng có thì nha, là cũng tự liên lạc với nhau này Hải. Vâng. Cần đổi công đổi cá như này thì có thể là tự liên lạc với nhau, hay là có chuyện gì đấy cần giúp đỡ. Ví dụ như là hôm nọ là anh Sử là bị đau chân đấy, là điện cho Quân là Quân cũng lên gọi là lên hộ đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì lên hộ thì lại được bà Phạm là giúp đỡ. Ba anh em mình trồng cũng nghệ củ cải phết đấy nhỉ. Hàng nào ra hàng đấy, như kiểu là dùng dây cước để cựa để căng ấy. Có tí hai anh em lại không đuổi kịp anh nhá. Anh ấy chớp chạy trước độ tầm mấy cây bây giờ. Anh em xem là ai ra đến kia sớm hơn nhá, được mỗi ngày bao nhiêu hàng ấy? Mỗi ngày em được 3 hàng. Quân được 3 hàng thôi à? Ừ. Thế thì anh chỗ này lại 6 hàng đây này. Gấp đôi Quân. Được.
Có cái cây thì như kiểu là nó tốt đấy, nó rất là to. Đấy, trong gia đình thì hiện tại là không có bạn nữ nào các bác ạ. Hiện tại cháu Lực vẫn còn kiểu chưa người yêu, nếu mà có người yêu thì cho lên hộ xử rồi, cho lên lấy công. Lúc nào mà nhà của anh cấy thì hai anh em lại đi xuống để hộ ở nhà. Vâng. Thôi anh lại được 4 hàng rồi, từ xứ mất đi đâu 2 hàng rồi. Thẳng hết chứ đùa đâu. Đấy, nếu mà ở như dưới xuôi là các bạn nhỏ mà nghỉ hè đấy các bác, đây là được bố mẹ là đưa cho du lịch, còn ở trên vùng cao đây này, chia nhau đi. Ở trên vùng cao là hầu như là bạn nhỏ nào nghỉ hè thì cũng ở nhà là đều là đi, thứ nhất có khi có người thì đi chăn trâu, người thì làm ở nhà, người thì đi lấy củi. Có bạn nào mà lần lớn năm độ tầm học cấp 3 rồi thì đi xuống công ty làm, kiểu làm thầy vụ ấy, xong mà đến lúc nào mà học thì lại về. Các em thì rất là thiệt thòi, cả Quân nữa, cả em Hải nữa, hai anh em Hải Sử nữa. Quân thì là được là mẹ là bỏ đi sớm hơn, hay tuy nhiên thì ở với bố là lâu hơn. Mẹ là lúc bỏ Quân đi là bà kể lại là được bao nhiêu ngày Quân nhỉ? 40 ngày kìa. Được 40 ngày. Đấy, được 40 ngày là gọi là vừa mới ở cứ xong là mẹ đã bỏ đi rồi. Đấy, còn là em Hải thì là được 6 tháng là mẹ bỏ đi lấy chồng mới. Còn bố thì là bị bệnh. Đây Hải. Vâng. Bùn nó bay ở mắt anh đâu á. Này là... Này nó không phải là có nguyên bùn đâu mà nó có cả phân đạm hay sao á. Cay thật. Bay ở mắt cay á. Như kiểu thường thường là có câu gì ở trên mạng đấy, về quê trồng rau nuôi cá. Thật sự ra là nếu mà về quê trồng rau nuôi cá thì có thể là dành cho những người mà cuộc sống mà người ta đã đi làm có tiền về rồi thì thành ra là người ta mới muốn về quê thôi. Còn để mà về quê thì là để mà làm ra được đồng tiền đấy các bác, rất là khó. Có người thì người ta tư duy tốt thì người ta bán hàng bán hóa này thì cũng là lợi nhuận từ đấy ra, nhưng mà cái đấy là tư duy phải tốt thì mới làm được. Kiểu là như là mình nhập hàng về ấy, nhưng mà nhập hàng về là nó hết hạn cái là mình đi đổi luôn, mình nó gần hết hạn là mình đẩy ra chỗ khác để người ta bán hộ ấy, thì là cái đấy thì nó mới có tiền ở chỗ đấy ra. Này Quân này, bây giờ là để nhấc đi xuống dưới à Hải? Chắc là nhấc xuống dưới cho. Nhấc cả chậu à? Còn một thửa kia cho chồng nữa. À, thế là bây giờ trộn đi. Hải trong hết, cùng Quân là trong hết chỗ đấy xong là trộn. Vâng. Để anh xem mà trộn rồi. Công việc để mà làm cái này các bác này chỉ cho Lực vấn gọi là trải qua rồi đấy, nhưng mà cũng một thời gian là khá là lâu rồi là chưa làm lại đấy. Cái này là hôm nay là còn không có phân phân trâu phân lợn đấy, nếu mà có phân trâu phân lợn nó còn mùi hơn.
Đây chỉ có bùn thôi, có bùn với lại là có phân đạm bên kia thôi. Vâng. Đấy, bây giờ thì đẩy có nhiều tí mà anh em xách ra bên kia là mỗi người 2-3 quả ông đi luôn. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Chỗ kia chắc là độ tầm chục quả thôi, thử bên kia. Thử bên kia đi bé tí. Chấm mút đi. Đấy, này gọi là chấm mút này. Cuốn sách đi, sách mấy quả này đi đi. Đấy đi, mỗi người 2-3 quả không đi. Hả? Đây, cứ cầm chỗ của Quân đi đi. Còn cái này đưa ra thì một tí để ở bên này. Thửa này thì là bé hơn của bác thửa này ấy. Thế còn Quân bây giờ Quân rửa tay cái nhá. Để gửi cái tiền công là của Quân là buổi sáng hôm nay là em ấy lên trên này là chồng giúp cho cày giúp cho hai anh em là sửa với em Hải. Thừa đây thừa bé nhờ, thừa này. Vâng. Cái ruộng nhà hai anh em Hải Sử thì chỉ có là thừa bé như này thôi cô bác ạ. Không lớn đâu. Quân ơi đây. Nhà hàng xóm thì ở bên kia là hầu như là đã trồng gọi là sống hết rồi cô bác. Hôm nay thì Quân lên hộ Sử trồng ấy, thì là gửi tiền công cho Sử nhá, gửi tiền công cho em Quân nhá, là 20 đô, là 20 đô anh nhân cho là 24,3 đi, 20 nhân cho 25,3 bằng là 506.000 nhá, thì anh gửi Quân là 500.000 nhá, còn là 6.000 thì để một tí nữa anh gửi sau nhá. Rồi. Con cảm ơn bà đã gửi tiền về cho con. Thực ra là mấy hôm trước là anh chỉ gọi thì con cũng lên là chỉ muốn giúp anh thôi, nhưng mà cũng được là bà gửi về thì con cũng xin là cảm ơn bà rất là nhiều và chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Đây, về cái khoản này thì là
coi như là bà thuê em để làm nhá. Đây thì anh bà là gửi là để thuê cho em, cho hai anh em hải sử thôi đấy, nhưng mà em thì biết làm rồi, thành ra là cho em là lên đây làm luôn. Đấy, làm thì thật sự ra nếu mà một ngày một làm chỗ này đấy thì nó không đến tầm độ 500.000 đâu. Đấy, nó không được tầm độ 20 đô đâu đấy, nhưng mà đấy là bà là thương là bà cho thôi. Đấy, con cũng xin cảm ơn bà Vương Kim Thanh rất là nhiều. Con cũng xin cảm ơn bà An Phạm mà rất là nhiều. Cảm ơn bà đã luôn luôn giúp đỡ cho hai anh em hải sử có một cuộc sống mà nó đầy đủ hơn. Bây giờ thì là mấy anh em là cùng nhau để mà cày đã cô bác ạ. Vừa rồi thì cấy đó, vừa rồi thì xong một cái thửa bên trên rồi. Và xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã theo dõi video. Đấy, bây giờ thì dừng ghi hình và cho cả em quay phim để mà làm công nữa. Thì độ đâu đó là một lúc nữa thì là mấy anh em cũng lại về ăn cơm cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào cô bác. Con chào tạm biệt tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Nào Hải. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, Hải thì đây cô bác này. Bẩn hết cả mặt rồi đấy, đi ra ngoài đường ngoài đồng thì không thể tránh khỏi được.